nữa. Đây còn hai con nữa. Đây bên tay mặt anh lùi về, lùi về tay mặt. Đây còn con nữa đây này. Ngay hoa sen bên tay trái, ngay hoa sen. Đây các bạn ơi, cá bây giờ mình thu về các bạn ơi. Đây được bao nhiêu đây nè các bạn? Một chậu cá này là cá lóc các bạn. Đây nữa nè các bạn. Đấy, đây mấy con này chết. Ở bên kia là cá gì nữa này? À bên đây là cá gì? Cá nheo à? Nheo với cá chê này các bạn. À, tổng gì con dê ơi. Nhị ơi, nhị lấy đầu kêu đó kìa. Con vượt to lắm. Kìa, lấy cho Mỹ nó có dính con vượt bên kia kìa. À. Đâu? Cá mè đó nó không vượt. Thôi cá mè tự xử luôn đi. Lấy vợt đi nhị ơi. Bao giờ hết được ba cân không hết rồi. Gầy nhờ. Trắng vì hay. Còn trắng nõn luôn đó. Còn to, bỏ xuống. Ở đây. To đấy nha. To hơn con kia. Theo hướng. Alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hồ Sen Vlog nha các bạn. Đây là ao sen các bạn, nhưng mà sen nó chết rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ tát nước ao sen này các bạn. Mình bắt cá các bạn. Mấy ngày nay không phải mình không giao video đâu các bạn. Mấy ngày nay mình có mấy cái dự án tát ao rồi nó nhiều quá các bạn, cho nên mình không làm video cho các bạn xem nha các bạn. Bạn thông cảm nha. Hôm nay mình sẽ tát xong cái ao này, mình sẽ quay trở về mình tát ao của mình cực kỳ to và cá khủng cho các bạn xem nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi lấy máy tát ao rồi đó các bạn. Bây giờ các bạn đi theo chân mình nha các bạn. Bây giờ bắt máy nha các bạn. Bắt máy mình bơm cái ao này to các bạn ơi, không tát bằng tay rồi các bạn. Bây giờ mình bắt máy mình bỏ đây các bạn. Bây giờ mình kiếm cái chỗ nào mà cạn thì mình bắt cá trước nha các bạn. Bây giờ mà các bạn đi theo chân mình kích cá bắt cá các bạn ơi. Không.
Cá này không giống cá của cháu. Rồi được rồi. Lên sờ cá. Một con cá, một cánh tay thì bắt làm sao được. Lại đây này nhỉ. Nó về đây rồi. Không còn nữa. Bỏ vào. Đấy. Đây bỏ đây luôn. Trời hoa. Đấy, 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 đấy. Bắt bắt con đấy này vậy. Đây đúng, ở trước, trước. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ngay đây đây. Con gì đây? Cá sọp à? Nó lai trời hoa nhỉ, lai trời. Ờ, đây 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 nhúc nhích đấy. Con này làm sao bắt được? Bắt không được nữa thôi luôn. Đấy, nó nữa đấy. Ờ cái này là một cặp đấy. Bỏ mình lên em lấy đi. Đấy, đây 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 đây. Đây một con trầu hoa các bạn ơi. Con này lúc quật quỳ bò đây. Quật quỳ nữa, con này trầu hoa nữa các bạn. Đấy, giật răng răng ta răng. Nhảy đi, nhảy đi, tăng ta răng tăng tăng. Chỗ này nước ẩm ra. Đấy, mồng mà. Đây là được một con nữa các bạn. Mồng. Hai con. Nguy hiểm, nguy hiểm. À, cái sập sập này là mồng chắc rồi. Rồi 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 đây đây để chú mày rồi xong cuối cùng mình vẫn bắt được con cá đấy 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 ôi chạy thôi đi lên trước đây một con nữa các bạn ủa nặng. Chắc được hơn Yến rồi. Ôi, lấy cái bì đi, cái này con mồng nó lên cao là đi mất con mồng ngay. Được chưa? Con này không lên. Cá giết nè. Nó hay nằm lăn bò. Và đây con cá các bạn. Cá này bé quá các bạn, thả nuôi các bạn. Thả nó các bạn. Thôi đi bờ đó. Lên bờ đi. Bò đi trước bắt được cá. Ai đây? Trời hết rồi. À cái trời các bạn ơi. Trời hoa các bạn. Đi. Thôi đi lên đây đi Vĩnh ơi. Lùi đúng rồi. Đấy bên tay trái tay mặt. Rồi ok. Con này con cá rô phi. Không. Trời. Thế chứng tỏ nó xuống hết vùng sâu rồi à. Sống này lặng chui gành đá ấy à. Đằng trước bên tay trái. Đằng trước bên tay trái. Chạy thẳng lên đó mò sống luôn. À, tay mặt đấy, đúng rồi dính dính ngay 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 nó đây sâu xuống đấy rồi đi kích mà bắt cá sống à mớ vừa nhấp thôi mà rồi. Sợ nó hết điện á thôi để đẩy phát cho lên gò đi đấy, chuyên gia có khác đâu để các bạn nha để, bây giờ mình đổi người các bạn nha mình có quyền trợ giúp cò chà bá luôn các bạn. Cái này chắc kỳ rưỡi. Hai yeah. Con nó một không? Một con nó dài quá. Lôi về anh nhé. Lôi về. Anh thì con nào ục ở đây mà. Nó đây. Nó chạy ngược về không á. Nó xuôi về. Hai cân. To chà bá luôn. Đấy. Tiêu. Ui. Sướng. Sướng như các bạn. Nằm rất biết. To. Quái vật rồi các bạn. Đấy nó lường lên trước. Ở đâu đâu xem nào. To không anh? To ăn khủng. Thôi nào. Đây vào cái lùm này quá. Chạy ra nữa. Rồi đi để cho vào cái lùm này có con gì. Nhiều lắm. Đừng, nhiều lắm. Mò đi. Nhảy ở đây nhảy. Có cái đâu? Đâu?
nữa. Đấy còn hai con nữa. Đây bên tay mặt anh lùi về tay mặt đúng đây, rồi. Ừ đấy. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Con này to nhất ao luôn. Con này cũng to nhất ao. Đây còn con nữa đây này. Còn con nữa. Ngay hoa sen bên tay trái ngay hoa sen. Đấy. Vào ổ rồi, vào ổ rồi. Con này đây. Ê, các bạn này đi bắt cá bắt gì đây các bạn. Nãy giờ 6 con rồi. Đây đây, bên đây trái. Đây đây đây. Đây. Vào ổ rồi. Tôi cảm ơn luôn. Hot boy. Hot boy giờ cảm. Đây có một con trong này mà. Đi ơi. Tìm quay ra nhìn chú đi à. Rồi, anh Nghĩa, đi ra đi để cho nó đặt vào cái cây vào anh Nghĩa. Anh Nghĩa đi thẳng ra đây. Không, không. Dặn em một phát. Dạ, nhí, đạp một phát cho nó có nước ấy. Ừ. Đây, đây, lỗi đầu lên đây. Cái đầu đây. Mấy con à? Ba chưa, con là to nhì nhau. Mỏng. À, không đấy, chưa ta. Mọi người chơi đồng này. Đấy, cái chơi đồng này. À, cái này là ăn xong là phải làm không được rồi, không được nhanh nhàng rồi. Đây các bạn ơi, cá bây giờ mình thu về các bạn ơi. Đây được bao nhiêu đây nè các bạn. Một chậu cá này là cá lóc các bạn. Đây nữa nè các bạn. Đấy, đây mấy con này chết. Ở bên kia là cá gì nữa nè. À bên đây là cá gì, cá nheo à. Nheo với cá chê nè các bạn. À, tổng thu cái ao to vật vả luôn là được bao nhiêu đây nè các bạn. Đây cá rô quá trời luôn nè các bạn ơi. Đây có con cá này, con cá chạch này. Ở đây là cá diếp nè các bạn nha. Đây, tổng thu của mẹ em hôm nay nha các bạn. Chỗ là không phải 16 cân. Đi đâu vậy? 16 cân luôn. Hả? Đi mà không phải 16 cân. Rồi. 15 cân hay cả không? Cái em không phải 15 cân, 25 cân. Cái gì? Cả cái cả to thì cũng 30 cân. Nó cả nó ngồi lên. Mình lên bao nhiêu? 20 cân hả? 20 cân hả? Thôi 20 cân hả? Anh kia ơi, câu hỏi này mới khó này. Số cá này và người này người uống hết bao nhiêu rượu? Thì chịu. Để bao nhiêu cân? Chắc không phải cân đâu nhỉ. Thôi các bạn, bây giờ mình ngưng video nha các bạn. Lạnh quá, bây giờ về tắm giặt thôi các bạn ơi. Bao nhiêu 20 không? 22 cân cả. Thế là 20 cân rồi, em đoán chuẩn mà 20 cân rồi.